Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 100. Sao cô lại đến đây? Diệp Bắc Minh ngẩn người, người trước mặt lại là Lạc Khuynh Thành, vẫn chưa đến ngày, tôi đã nói là 3 ngày phải không? Ha hai! Lạc Khuynh Thành cười lạnh lùng một tiếng, đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương. Diệp Bắc Minh cau mày, cô đến để nói với tôi những điều này. Lạc Khuynh Thành lạnh nhạt lên tiếng, Đường Hạo ra khỏi khu thí luyện rồi, hắn đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi vào khu thí luyện đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn đang điều động sử dụng cả lực lượng của điện thần hoàng để truy giết Diệp Phong. Tôi đến đây để nhắc cậu một câu, tạm thời đừng dùng thân phận Diệp Phong nữa. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, chỉ vậy thôi hả? Thấy thái độ của Diệp Bắc Minh như vậy, Lạc Khuynh Thành cắn môi đỏ, muốn nói lại ngừng. Lạc Khuynh Thành ơi là Lạc Khuynh Thành, rốt cuộc đầu óc cô đang nghĩ gì hả? Cô và Diệp Bắc Minh chỉ là giao dịch. Cậu ta giúp cô hồi phục thực lực cảnh giới thần hoàng, cô trả lại thần hồn của đại sư tỷ của cậu ta cho cậu ta, chỉ vậy mà thôi. Cho dù nói với cậu ta Đường Hạo muốn lấy mình, thì có liên quan gì đến cậu ta? Thôi vậy. Khẽ gật đầu, chỉ vậy thôi. Tôi biết rồi, 2 ngày sau lại đến tìm tôi giải độc cho cô. Diệp Bắc Minh ném lại một câu, mau chóng rời đi. Sau khi về phòng, Diệp Bắc Minh tiến vào không gian bên trong của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Một bia đá màu đen, sừng sững trước mặt. Dòng khí hỗn độn chảy xuống như thác nước. Trên bia đá, khắc đầy các loại văn tự hoa tộc thượng cổ để lại. Diệp Bắc Minh đến dưới chân bia mẫu thạch hỗn độn, lấy ra một hồn đá nhỏ dung hợp với tinh huyết của Vương Yên Nhi. Một ý nghĩ. Trong một sơn cốc cách Thái Dương Tông 100 dặm, cô ta vốn là sát thủ của Thiên Sát Môn, sau khi cô ta giết 100 người này liền trốn về Thiên Sát Môn, Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh. Không thể nào. Diệp Bắc Minh quả quyết lắc đầu, Lăng Phong, nghỉ ngờ thì không dùng, dùng người thì không nghỉ ngơi. Ông nắm giữ cả tiểu đội sát thần, chắc hẳn biết rõ điều này. Tôi đã lựa chọn tin tưởng Tiêu Tiêu, cô ta chắc chắn không phải là loại người này. Vâng. Vạn Lăng Phong khẽ động trong lòng, xem ra Diệp Soái đúng là tin tưởng Tiêu Tiêu. Đột nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa, Lăng Phong, xem mấy ngày nay ông đã buông lỏng rất nhiều. Ngay cả người bên cạnh mình cũng không nhận ra cái gì. Vạn Lăng Phong ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Bắc Minh không đúng lắm. Ông ta mới phát hiện, 16 thành viên của tiểu đội sát thần xung quanh đã không biết thay đổi vị trí từ lúc nào. Bầy tư thế phong tỏa 2 người, chậm rãi đi về phía 2 người. Vạn Lăng Phong quát một tiếng, các người đang làm gì hả? Đứng im mồ. 16 người này biết đã bị lộ, bỗng nhiên lướt ra, kiếm trận sát phạt, tập kết. Khí tức của cảnh giới thần tôn bùng phát. Các người không phải là thành viên của tiểu đội sát thần, Vạn Lăng Phong hiểu ra. Lập tức, xung quanh kiếm khí đảo quét, ngưng tụ thành một vòi rồng khổng lồ. Phong tỏa 2 người. Khí sát phạt khủng bố truyền ra giống như sóng thần, Vạn Lăng Phong đang định ra tay thì hơn 1000 đường kiếm khí cùng tấn công tới. Phụt, phụt, phụt. Trong tích tắc trên người Vạn Lăng Phong có thêm 100 vết thương. Nếu không phải Diệp Bắc Minh ra tay kéo ông ta lại, ngăn ở phía sau thì sợ rằng ông ta đã hóa thành xương máu rồi. Cảnh giới của ông quá thấp, trốn phía sau tôi, đừng ra tay bừa bãi. Giỏi. Vạn Lăng Phong nắm chặt 5 đấm. Dường như quên mất cơn đau trên người. Chỉ có một ý nghĩ, nâng cao cảnh giới, nhất định phải nâng cao cảnh giới. Diệp Bắc Minh đắc tội với Thiên Sát Môn chỉ có một kết cục, đó là chết, một tên sát thủ trong đó quát một tiếng. Kiếm khí sát phạt bị nuốt chửng rồi. Làm sao có thể, vẻ mặt của đám sát thủ của Thiên Sát Môn biến sắc. Một người trong đó gầm lên, tiếp tục, đừng tiếc sức mạnh trong cơ thể. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Dù có chết cũng phải kéo Diệp Bắc Minh lên đường cùng. Giết, 16 người cùng hô lớn, cùng chém ra trường kiếm trong tay. Vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt bùng phát, xung quanh đầy tiếng quỷ khóc sói gào, khủng bố hơn lúc ban đầu không chỉ mấy lần. Xoạt, 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 kiếm di càn khôn chấn ngục đảo quét không trung, sau khi xoay tròn một vòng trên hư không. Không chỉ nuốt chửng toàn bộ kiếm khí. Ngay cả vòi rồng được hình thành từ kiếm khí sát phạt cũng bị nó nuốt chửng, không đủ, không đủ. Chủ nhân, tôi muốn ăn luôn những người này. Một thanh kiếm biết nói.
vẻ mặt của 16 sát thủ đều cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh khủng. Mặc kệ thanh kiếm đó, cùng tự hủy, lôi theo Diệp Bắc Minh chết cùng. Đột nhiên, đội trưởng sát thủ quát nói. Oam ầm, gần như trong tích tắc, cả sơn cốc giống như bị đạt hạt nhân tấn công. Một đám mây nấm nổi lên. Ha ha ha, chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Đội trưởng sát thủ bị sức mạnh bùng nổ đánh bay, nằm dưới đất phun ra. Ngụm máu tươi, 10 năm thần tôn đỉnh phong tự hủy, cho dù mày là cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Vừa dứt lời. Lúc này, giọng lạnh lảnh của kiếm càn khôn chấn ngục vang lên, chủ nhân, mấy tên này tự hủy cũng gây ra năng lượng rất lớn đấy. Vẫn còn một tên, hay là cũng cho hẳn tự hủy, tôi lại ăn một bữa. Cả hiện trường tĩnh lặng như cái chết. Đội trưởng sát thủ không ngừng run lên, sợ đến tìm sắp nổ tung. Thanh kiếm này là quái vật gì? Lại có thể coi năng lượng của võ giả tự hủy tạo ra thành đồ ăn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, giữ lại đã, tôi còn muốn hỏi hắn vài câu. Đội trưởng sát thủ phản ứng lại, Diệp Bắc Minh, lần này mày thắng rồi, nhưng sớm muộn gì mày cũng chết dưới tay thiên sát môn thôi. Kiếm trong tay chém về phía đầu của mình, muốn chết trước mặt tao hả? Diệp Bắc Minh cười. Một cây kim châm bay ra, cắm vào trong cơ thể của tên sát thủ hạ lệnh tự hủy. Choang một tiếng giòn tan, kiếm trong tay rơi xuống đất. Mày làm gì tao hả? Trong lòng tên đội trưởng sát thủ trầm xuống. Diệp Bắc Minh khinh miệt nhìn hắn, vừa nấy mày không tự hủy cùng đồng đội của mày, cho thấy mày cũng là kẻ sợ chết. Gạch dưới. Tao cho mày một cơ hội sống, quay về nói với cấp trên của mày. Đưa Tiêu Tiêu lành lặn toàn vẹn về đây. Nếu cô ta thiếu một cọng tóc, tao bảo đảm diệt cả thiên sát môn. Giơ tay thu hồi kim châm. Tên đội trưởng sát thủ ngẩn người, mình lại hoạt động được trở lại, mày. Mày tha cho tao đi thật. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt khinh thường, trong mắt tao, mày truyền về một câu nói này còn có giá trị hơn cái mạng của mày. Mày. Trong mắt đội trưởng sát thủ lóe lên tia lửa giận, Diệp Bắc Minh, mày sẽ hối hận. Đứng lên biến mất trong tầm mắt. Phân đà số 9 thiên sát môn. Cả hội trường bày đầy dụng cụ hành hình, dưới đất đã nhuốm máu đỏ tươi. Trên đài cao, Tiêu Tiêu bị sợi xích xuyên bả vai, trên người đã ướt dẫm máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tí tách, men theo ngón châm bị đâm 10 kim châm chảy xuống vũng máu dưới đất. Cầm mỏ hàn đỏ rực bên cạnh hầm hầm ấn xuống lồng ngực của Tiêu Tiêu. Suốt xoẹt suốt, mùi thịt cháy truyền ra. Tiêu Tiêu vẫn nở nụ cười nơi khóe miệng. Giống như đang chế nhạo. Gạch dưới. Đáng chết. Đà chủ phân đà số 9 tức giận mắng một tiếng, ném mỏ hàn trong tay sang một bên. Bóp cổ họng của Tiêu Tiêu, nói ra tất cả những gì cô biết, nếu không bản tọa trực tiếp giết cô. Cảm giác khó thở truyền đến. Rắc rắc rắc, cổ vang lên rắc rắc, có thể gây bất cứ lúc nào. Tiêu Tiêu dùng hết sức lực cuối cùng nhỏ một bãi nước bọt máu, tôi khinh. Đà chủ phân đà số 9 tức đến toàn thân run lên, cô đã muốn chết thì bản tọa cho cô toại nguyệt. Một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra, miếng mẫu thạch hỗn độn đó như sôi sục, lại nhanh chóng diễn hóa. Trong khí tức hỗn độn, lại thực sự diễn hóa ra hai cánh tay nõn nà theo suy. Nghĩ của Diệp Bắc Minh. Thực sự có thể. Con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên tia chấn hãi, tiểu tháp, mẫu thạch hỗn độn thực sự có thể diễn hóa ra vạn vật. Nói như vậy. Chẳng phải tôi có thể đúc tạo lại thân thể cho trăm vị sư phụ ư? Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, về lý thuyết thì được, nhưng thân thể của trăm vị sư phụ của cậu có lẽ cũng đã nát vỡ rồi. Nếu có tình huyết của họ, thực sự có thể dùng mẫu thạch hỗn độn đúc tạo thân thể cho họ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Ban đầu sau khi thu nhặt di thể của trăm vị sư phụ, anh đã cho họ yên nghỉ. Nhiều năm trôi qua, sợ rằng di thể sớm đã nát giữa. Vừa đi bên trong tháp càn khôn chấn ngục đi ra, chuẩn bị đi nối liền hai cánh tay cho Vương Yên Nhi. Thịch thịch thịch. Sau khi cô ta chọn trăm người hợp thành N đến Sơn Cốc. Cách Thái Dương Tông trăm dặm để huấn luyện. Để an toàn, sáng sớm mỗi ngày cô Tiêu Tiêu đều sẽ truyền tin về tông môn. Hôm nay mãi đến buổi trưa, cũng không nhận được tin. Tôi đích thân đi xem, rất nhiều thi thể nằm trong Sơn Cốc, cô Tiêu Tiêu cũng không thấy tung tích. Ánh mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Ném chiếc nhẫn chữ vật cho cuồng đan, bên trong có dược liệu phụ trợ và hai cánh tay, giao cho Yên Nhi. Vạn Lăng Phong, chúng ta đi. Đang định ra tay. Báo.
một giọng nói vừa hư yếu vừa gấp gáp vang lên. Liền sau đó, một bóng hình vô cùng nhếch nhác xông vào, quỳ xuống trước đà chủ phân đà số 9 trên đài cao, đà chủ. Tôi về rồi. Chính là tên đội trưởng sát thủ mà ra lệnh tự hủy. Đà chủ của phân đà số 9 mỉm cười, cậu sống quay về, xem ra Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Cái gì, chủ nhân chết rồi, không thể nào, Tiêu Tiêu cất giọng run run. Đà chủ phân đà số 9 quay đầu, ha ha ha, cuối cùng cô đã chịu nói rồi. Bản tọa còn tưởng cái miệng của cô kín lắm cơ, thì ra cô lo sợ Diệp Bắc Minh. Nói thật cho cô biết, sanh khi bản tọa tấn công tòa sơn cốc đó rồi đưa cô về, còn để lại 16 sát thủ tinh thông kiếm trận sát phạt. Chắc cô biết kiếm trận sát phạt chứ phải không? Cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Nói xong, quay đầu lướt nhìn người quỳ dưới đất, cậu, nói với cô ta, Diệp Bắc Minh đã chết thảm thế nào đi? Đội trưởng sát thủ ngẩng đầu, khó khăn nhả ra một câu, đà chủ. Minh chưa chết. Ngoài tôi ra, 15 thành viên tiêu đội khác đã tự hủy toàn bộ, tất cả đã chết. Cậu nói cái gì? Ánh mắt của đà chủ phân đà số 9 trở nên vô cùng băng lạnh, thét dài một tiếng, một lũ phế vật, 15 người tự hủy cũng không giết được Diệp Bắc. Đà chủ phân đà số 9 nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói. Một thanh niên chậm rãi đi vào, chính là Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, Tiêu Tiêu, đà chủ phân đà số 9 lạnh lùng nhìn đội trưởng sát thủ, xem việc tốt mà mày làm kìa, lại còn đưa người về đây. Đội trưởng sát thủ tỏ vẻ mặt vô tội, lúc tôi về phân đà, tổng cộng dịch dung 10 mấy lần, còn đổi thân phận 10 mấy lần. Tôi chắc chắn phía sau tuyệt đối không có người theo dõi. Hắn đâu biết, bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi sơn cốc, tháp càn khôn chấn ngục đã khóa chặt khí tức của hắn. Đừng nói đổi 10 mấy lần thân phận, cho dù đổi thân phận 1 vạn lần cũng vô ích. Vô dụng. Đà chủ phân đà số 9 quát một tiếng, trong lúc giơ tay một luồng lực hút mạnh ập đến. Cơ thể của đội trưởng sát thủ lập tức bay đến trước đà chủ phân đà số 9, 5 ngón tay tóm móc trên đỉnh đầu. Rắc rắc. Mau tươi văng tung tóe. Diệp Bắc Minh, dạo này uy danh của mày rất vang dội, nhưng mày thực sự không nên đến đây. Khóe miệng của đà chủ phân đà số 9 nhếch lên nụ cười âm tà, mày tưởng nơi này là nơi như kiểu phân đà số 108 hả? Vừa dứt lời, xung quanh vô số võ giả xuất hiện, mỗi người ít nhất cũng là cảnh giới thần tôn trở lên. 8 người trong đó, lại đều là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Còn có 3 ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, vậy sao? Tôi không những đến, tôi còn chuẩn bị giết sạch tất cả các người. Giết sạch tất cả, ha ha hét. Đây là phân đà số 9 của thiên sát môn, rốt cuộc khủng bố thế nào, tên nhóc này có biết không? Chỉ nghe một tiếng bức bối vang lên, tay của ông lão áo choàng xám tóm lên bả vai của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, bất động. Toàn thân ông lão áo choàng xám cứng đờ tại chỗ, đứng y mồ 1 giây. 2 giây. 3 giây. Mọi người cảm thấy có gì đó sai sêu. Lão tả làm sao vậy? Sao bất động thế kia? Không biết, lão tả đang làm trò gì vậy? Mọi người đầy vẻ nghi hoặc. Giọng của đà chủ số 9 trầm xuống, tả thiên quân, ông đang làm gì vậy? Bản đà chủ bảo ông hạ gục tên nhóc đó, ông còn lãng phí thời gian làm gì? Phập! Một tiếng giòn tan, cánh tay của ông lão áo choàng tím tóm lên bả vai Diệp Bắc Minh nổ tung. Ông lão áo choàng xám kêu thảm một tiếng, cả cánh tay biến mất. Ông ta kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày là quái vật gì? Diệp Bắc Minh nhả ra 2 chữ, sát thần. Trực tiếp xông ra, cơ thể va đập mạnh lên ông lão áo choàng xám. Phụt! Cơ thể của ông lão áo choàng xám lập tức hóa thành xương máu, Diệp Bắc Minh xông ra từ trong xương máu như sát thần. Suýt các võ giả có mặt đều hít khí lạnh. Tiêu Tiêu há hốc cái miệng nhỏ, trong con mắt đầy kinh sợ, thực lực của chủ nhân lại mạnh lên rồi. Ông ta là cảnh giới thần hoàng trung kỳ đó. Lại trực tiếp bị cậu ta đập thành xương máu. Đà chủ phân đà số 9 phản ứng lại, bất luận là ai giết tên nhóc này, tôi bảo đảm đề cử người đó thành đà chủ phân đà kế nhiệm. Lời vừa được nói ra, đôi mắt của tất cả mọi người trở nên đỏ bừng. Người nào cũng như được tiêm thuốc kích thích. 8 cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, 2 cảnh giới thần hoàng trung kỳ, còn có hơn 100 cảnh giới thần tôn điên cuồng xông đến. Diệp Bắc Minh giơ tay ra tóm, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong lòng bàn tay, giao cho cô đấy. Được, chủ nhân,
một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên. Grun! Một con huyết long xông ra, mang theo kiếm càn khôn chấn ngục giết vào đám đông. Bắc Minh bước một bước lên đài cao, đà trụ phân đà số 9 đi đến trước người Tiêu Tiêu, tình hình thế nào? Còn trụ nổi không? Nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Đà trụ phân đà số 9 ngẩn người, sau đó vui mừng điên cuồng. Lại quay lưng lại với kẻ địch. Chẳng phải là nộp mạng sao? Giơ tay tóm lên không trung, một thanh thần đao màu máu quỷ dị xuất hiện trong tay, dùng hết toàn lực chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, cẩn thận! Tiêu Tiêu kinh sợ kêu lớn. Hai người cách nhau chưa đến 10 mét, Diệp Bắc Minh muốn quay đầu thì cũng đã muộn. Đà chủ phân đà số 9 cười điên cuồng không ngừng, ha ha ha. Tên nhóc ngu xuẩn. Bản tọa là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Mày lại dám quay lưng lại với tao. Chết đi. Khoảnh khắc thần đao màu máu sắp chém xuống đầu của Diệp Bắc Minh. Vốn dĩ muốn giữ ông lại hỏi vài vấn đề, bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Giọng lạnh lùng của Diệp Bắc Minh vang lên. Trái tim của đà chủ phân đà số 9 run lên, giọng nói này giống như phán quyết của tử thần. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh quay người với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh. Phụt, đâm xuyên một kiếm. Vẻ mặt của đà chủ phân đà số 9 không cam tâm, hóa thành một cái xác khô, giữ tợn ngã xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch của Tiêu Tiêu hiện lên tia ửng đỏ. Chủ nhân, tôi. Bây, giờ tôi rất bẩn, hơn nữa còn bị thương. Nếu chủ nhân muốn, có thể đợi tôi. Hồi phục rồi tính không? Diệp Bắc Minh trừng mắt, đầu óc cô nghĩ gì vậy? Cô không buông tay làm sao tôi trị thương cho cô? À, ồ, ôi Tiêu Tiêu vội gật đầu, buông tay ra. Diệp Bắc Minh tỉ mỉ rửa sạch cơ thể của Tiêu Tiêu, rồi lấy bột thuốc bôi lên người cô ta, cả quá trình vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. Trong đôi mắt càng không có chút dục vọng nào. Con gái mà để lại sẹo trên người thì rất khó coi, có thuốc này của tôi, sau này chắc sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn chủ nhân, trái tim băng lạnh của Tiêu Tiêu có thứ gì chạm vào. Diệp Bắc Minh lấy ra một bộ quần áo ném qua, thay áo trước đã, mặc tạm đi. Sau khi Tiêu Tiêu mặc áo xong, có thể tự đi không? Sau một hồi chữa trị, lại thêm đan dược của Diệp Bắc Minh. Tiêu Tiêu đã hồi phục rất nhiều, được. Diệp Bắc Minh gật đầu, đột nhiên bước ra một bước, thanh kiếm trong tay bùng phát ra sau đường kiếm khí liên tiếp chui vào vách đá đại điện. Đợi khi khói bụi tiêu tan, một chữ giết xuất hiện trước mắt. Ba canh giờ sau, ở Tổng Đà Thiên Sát Môn, rất nhiều mặc áo choàng đen tập trung trước một cái bàn tròn. Lần trước là 107 người, lần này chỉ còn lại 106 người. Lần trước mới họp chưa đến nửa tháng. Sao bây giờ lại họp nữa? Triệu tập mọi người đến gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có mấy đà chủ không nhịn được kêu ca. Đà chủ phân đà số 1 ngồi trên vị trí đầu lên tiếng, phân đà số 9 đã bị tiêu diệt rồi. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi giống như có ma lực. Tất cả đà chủ áo choàng đen đều ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía đà chủ phân đà số 1. Rồi lại nhìn sang vị trí của đà chủ phân đà số 9, trống không? Trong tích tắc. Trong hội trường lập tức tràn đầy khí tức nặng nề. Là ai? Người này là ai? Thật to gan, thoạt nhìn anh ta hoàn toàn không sợ Thiên Sát Môn chúng ta, còn dám để lại một chữ giết. Anh ta muốn làm gì? Đang uy hiếp Thiên Sát Môn chúng ta sao? Trong phòng họp ầm ầm chấn động. Đà chủ phân đà số 1 lên tiếng, người này tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa còn rất quen thuộc. TH, là ai? Diệp Bắc Minh. Đà chủ phân đà số 1 nhả ra ba chữ. Cái gì? Lệp Bắc Minh, là anh ta. Mọi người đang ngồi đây đều sửng sốt, con người không nhịn được mà khẽ rung động. Đà chủ phân đà số 1 thất vọng lắc đầu, sao phản ứng của mọi người lại lớn như vậy, lệnh truy sát người này đã duy trì liên tục hơn nửa tháng. Đáng tiếc, không một ai trong các người nhớ kỹ gương mặt này, đều cho rằng có thể tùy tiện bắt lấy người này sao. Đến lúc đó chết trong tay người ta còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Đùng, đột nhiên. Một đà chủ mặc áo bào đen võ bàn đứng dập bớt nói vài câu quái gở đi. Đà chủ phân đà số 1, ông. Đà chủ phân đà số 1 trầm giọng, nếu như bản đà chủ nói cho các người biết, Diệp Bắc Minh này là con cháu đời sau của hoa tộc thượng cổ. Kiếm trong tay của anh ta chính là thánh kiếm của hoa tộc thì sao? Cái gì, không thể nào. Toàn bộ đà chủ mặc áo bào đen trong phòng họp đều đứng bật dậy,
bầu không khí quái dị trong nháy mắt lan tràn khắp sảnh hội nghị. Ai ai cũng trừng to mắt, tôi nhìn ông nhìn tôi. Dù là mọi người đều đeo mặt nạ, thì cũng không thể nào che giấu sự chấn động ở sâu trong mắt, chẳng lẽ lời tiên đoán sắp trở thành sự thật. Cửu thiên thần nữ giúp đỡ, con cháu hoa tộc cưỡi huyết long trở về. Huyết long, lúc Diệp Bắc Minh ra tay quả thực có kèm theo tiếng rồng ngâm, còn có huyết long bùng nổi trời ạ, vô số đà chủ áo bào đen hít ngược. Khí lạnh, không ai còn có thể bình tĩnh. Có huyết long, có cả con cháu của hoa tộc, cửu thiên thần nữ là ai, có người nghi hoặc. Bất luận là ai, Diệp Bắc Minh này nhất định không thể tiếp tục sống. Để anh A chết. Diệp Bắc Minh không để Tiêu Tiêu về Thái Dương Tông, mà đưa cô ta đến thành phố thần. Tiêu Tiêu bị thương, Vương Yên Nhi cũng có vết thương trong người. Diệp Bắc Minh chuẩn bị chữa khỏi vết thương của hai người đã rồi lại nói. Vừa trở lại thiên hạ đệ nhất đan, khuôn mặt Diệp Bắc Minh lập tức trầm xuống. Một gương mặt kiêu căng lạnh nhạt đang ngồi ở phòng khách, thảnh thơi uống trà. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan vừa mới khôi phục hai cánh tay ở bên cạnh hầu hạ như đầy tới. Đường Hạo, lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại. Đường Hạo thả chén trà trong tay xuống, Diệp Tông Chủ, tôi đã chờ cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng mong được cậu trở về. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, anh có việc. Đường Hạo nở nụ cười, nghe nói Thái Dương Tông có một người tên là Diệp Phong, tôi với anh ta có chút khúc mắc. Tôi chỉ có một yêu cầu. Diệp Tông Chủ giao anh ta cho tôi là được. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nếu tôi không giao thì sao? Đường Hạo dường như sớm đã dự đoán được phản ứng của Diệp Bắc Minh. Chủ nhân của sát tông đệ nhất thiên hạ, đắc tội thiên sát môn còn sống đến bây giờ. Bỏ lại thiệp mời, Đường Hạo đi ra đại điện. Đột nhiên, anh ta ngừng lại, đúng rồi Diệp Tông Chủ, cảm ơn cậu đã giúp Khuynh Thành trị liệu độc thú huyết trong cơ thể. Sau này thì không cần cậu nữa. Tôi sẽ giúp cô ấy giải độc. Sau khi rời khỏi thiên hạ đệ nhất đan, Đường Hạo tiến vào trong một ngõ hẻm. Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, nụ cười hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là biểu cảm lạnh thấu xương, lão quỷ, vì sao vừa nãy ông lại ngăn cản tôi? Với cảnh giới trước mắt của tôi, chém giết tên Diệp Bắc Minh rất đơn giản. Chỉ cần anh ta chết, 148 mảnh xương chí tôn trong cơ thể anh ta đều là của tôi. Không. Trong đan điền anh ta vang lên một giọng nói già nua, trên người này hình như có bí mật gì đó, lúc lão phu dò xét cơ thể anh ta, lão phu như thể thấy được một vực sâu. Sâu không lường được. Đường Hạo giật mình, lão quỷ, còn có người ông không nhìn thấu. Lần trước ông cũng nói Diệp Phong mang lại cảm giác này, chẳng lẽ? Diệp Bắc Minh chính là Diệp Phong. Giữa hai người này quả thực có rất nhiều điểm tương tự. Đường Hạo rất thông minh. Nhanh chóng nghĩ đến việc không lẽ bọn họ là cùng một người. Không phải. Giọng nói của lão quỷ vô cùng khẳng định, mặc dù hơi thở của Diệp Viễn cũng khiến người khác nhìn không thấu, nhưng không có cảm giác nguy hiểm chí mạng. Diệp Bắc Minh lại giống như một thanh kiếm khát máu, Diệp Phong kia cách xa anh ta ngàn dặm. Dù anh ta có nguy hiểm đi chăng nữa, cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Bổn tọa cam đoan, sớm muộn gì 148 miếng xương chí tôn kia cũng là của cậu. Nhưng cậu đừng có quên hiện tại chúng ta đang ở nơi nào. Đường Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong thành phố thần. Phủ thành chủ, sắc mặt Đường Hạo nghiêm túc, cô ta sẽ nhúng tay. Lão quỷ trả lời, không biết nữa, nhưng nhìn trước mắt thì tốt nhất đừng đắc tội cô ta. Cô ta là tồn tại duy nhất có khả năng uy hiếp đến bổn tọa. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh. Không biết bao lâu sau, giọng nói của lão quỷ lại vang lên. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Người phụ nữ này rất ít lộ diện, lại càng không muốn nhúng tay chuyện bên trong thần giới. Trước mắt quan trọng nhất là cậu phải kết hôn với Lạc Khuynh Thành. Người phụ nữ này không hề đơn giản, trên người cô ấy có đại khí vận. Chỉ cần cậu chiếm lấy thân thể cô ấy, là có thể cướp đoạt khí vận cho mình dùng. Đường Hạo cau mày, lão quỷ, Lạc Khuynh Thành chính là đế nữ trong lời ông sao? Vì sao nhất định phải kết hôn? Tôi không thể trực tiếp đè cô ấy ra luôn à. Lão quỷ hừ nhẹ một tiếng, nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. Đại khí vận há có thể mạnh mẽ cướp đoạt, nếu cậu trực tiếp đè cô ấy ra, làm không tốt còn có khả năng tổn thương đến khí vận của bản thân. Chỉ có thông qua môi giới hôn lễ, được trời đất cho phép mới có thể cướp đoạt khí vận của cô ấy. Diệp Bắc Minh thu hai tấm thiệp mời vào trong nhẫn chứa vật,
Yên Nhi, cánh tay khôi phục như thế nào rồi? Cậu Diệp, cánh tay Yên Nhi đã khôi phục rất tốt. Vương Yên Nhi gật đầu, quả thực giống y như đúc cánh tay ban đầu, bản lĩnh của cậu thật là mạnh mẽ. Mặc dù cô ta không biết Diệp Bắc Minh làm được bằng cách nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến một giọt tinh huyết kia. Diệp Bắc Minh tiến lên kiểm tra một phen, xác định Vương Yên Nhi không có việc gì, Tiêu Tiêu, cô tạm thời nghỉ ngơi chữa vết thương ở chỗ này. Đợi đến khi hồi phục rồi quay về Thái Dương Tông sau. Yên Nhi, cô sắp xếp cho cô ta một chỗ ở. Vâng, thưa cậu chủ. Vương Yên Nhi bất giác đổi giọng. Diệp Bắc Minh quay về phòng, chậm rãi lấy ra hai tấm thiệp mời, Tiểu Tháp, Lạc Khuynh Thành này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một hồi muốn gả cho Độc Cô Bá Đạo, lúc sau lại phải gả cho Đường Hạo. Trong lòng anh có hơi bực bội. Khó chịu. Điện Thần Hoàng. Lạc Khuynh Thành ngồi trước một tấm gương trang điểm lớn, sau lưng treo trăm chiếc váy cưới xinh đẹp. Thử từng chiếc một, Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân trong gương. Tỉnh xảo, ung dung, lộng lẫy, ngạo mạn. Trên gương mặt xinh đẹp Khuynh Quốc Khuynh Thành kia chỉ là không hề có nụ cười. Trước đây không lâu, một vị thánh tổ của Điện Thần Hoàng xuất quan, quyết định hôn lễ giữa cô ấy và Đường Hạo. Biểu cảm của Lạc Khuynh Thành rất bình tĩnh, cô ấy biết mình không có tư cách phản đối. Vì sao chứ, mình lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lúc Độc Cô Bá Đạo nói muốn trở thành bạn lữ song tu với mình, mặc dù mình đồng ý thì cũng không có cảm giác này. Lạc Khuynh Thành nhìn bản thân mình trong gương, rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu sư đệ. Đột nhiên, chỗ sâu trong thần hồn vang lên một giọng nói, ngoại trừ tiểu sư đệ ra, tôi sẽ không gả cho bất kỳ kẻ nào. Bất kỳ kẻ nào. Chỉ chớp mắt. Trong đầu Lạc Khuynh Thành lóe lên bóng dáng của một thanh niên. Chính là Diệp Bắc Minh. Cô im ngay. Lạc Khuynh Thành gầm lên, muốn quên đi bóng dáng này. Càng muốn quên, dáng vẻ của Diệp Bắc Minh trong đầu lại càng trở nên rõ ràng, đi ra. Tất cả đều đi ra cho tôi. Một tay xé toang váy cưới trên người. Nha hoàn trong phòng kinh ngạc nhìn hết thảy. Khuynh Thành, em sao vậy? Cô ấy nhanh chóng mở miệng, được, nếu anh đã không thích tôi thì dễ làm rồi. Tôi tự mình đi nói cho Thánh Tổ, hủy bỏ hôn lễ của chúng ta. Tất cả đều do Lạc Khuynh Thành tôi gánh chịu. Nói xong, cô ấy nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Đôi mắt Đường Hạo trầm xuống, bước ra ngăn cản trước người Lạc Khuynh Thành. Anh ta duỗi tay bóp lấy cổ cô ấy, trong con người không hề có chút tình cảm nào, là người phụ nữ mà tôi muốn cưới, cô không muốn gả là có thể không gả. Một tay khác nâng lên, lòng bàn tay hiện ra quỷ khí màu đen. Quỷ khí hóa thành năm bộ xương khô nhỏ, lao về phần bụng của Lạc Khuynh Thành. Phụt, trong nháy mắt chui vào trong đan điền. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trở nên tái nhợt, anh đã làm gì tôi? Thần lực của cô ấy biến mất toàn bộ. Giờ phút này, cô ấy chẳng khác gì một người phàm thông thường. Đường Hạo buông Lạc Khuynh Thành ra, vỗ vỗ gương mặt cô ấy như đối xử với thú cưng. Tôi đã phong tỏa đan điền của cô, trước khi kết thúc hôn lễ, cô không được đi bất cứ nơi nào cả. Nhớ kỹ, làm người phụ nữ của tôi là phải nghe lời. Anh ta quay người đi vài bước về phía cửa đại điện. Đột nhiên, dừng bước lại, quay đầu. Trong con người lóe lên vẻ lạnh lẽo thấu xương, nếu cô không nghe lời, tôi sẽ trực tiếp giết chết cô. Lạc Khuynh Thành tuyệt vọng đứng tại chỗ mãi đến tận ban đêm. Tất cả tỷ nữ đều bị cô ấy đuổi đi. Lại đứng từ ban đêm đến sáng sớm. Cuối cùng, trong đầu Lạc Khuynh Thành hiện lên một bóng dáng, hiện tại chỉ có em có thể giúp chị. Nếu như chị mở miệng cầu xin giúp đỡ, em sẽ giúp chị sao? Cô ấy hít sâu một hơi. Lấy giấy bút viết xuống một phong thư. Sau đó gọi đến người thân cận nhất với mình, người đâu, đưa phong thư này đến thành phố thần. Nhoáng cái đã qua 3 ngày. Bên ngoài điện thân hoàng, trăm dặm hồng trang. Trong phạm vi trăm dặm xung quanh, gần như từng cái cây đều được treo đèn lồng đỏ. Vô số thế lực tụ họp tại bên ngoài điện thần hoàng. Bất luận là thần tông đứng đầu hay là gia tộc, tông môn phổ thông tầm thường, tất cả đều chen phá đầu giành giật một tấm thiệp cưới. Nhục nhã trần trụi, tông chủ vạn thần tông đến, quốc sư thanh huyền tử thần quốc đại ngụy đến. Hai bóng người sóng vai đi tới, sau lưng dẫn theo một đám người mênh mông. Độc Cô Bá Đạo gật gật đầu với hai người, ánh mắt ba người tiếp xúc một lát, vừa chạm liền tách ra. Tông chủ Thái Dương Tông Diệp Bắc Minh đến.
âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến hiện trường vốn nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại. Tạch, tạch, tạch. Vô số người đồng thời quay đầu, ánh mắt khóa chặt thanh niên ở cuối đám người. Anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Tông chủ Thái Dương Tông, thiên chỉ kiêu tử trong cơ thể có hơn 100 mảnh xương chí tôn. Không chỉ như thế, thực lực luyện đan của anh ta còn ở trên đan tông cấp 9. Thật trẻ tuổi, thật là trẻ tuổi. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh xuất hiện, anh lập tức trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người nghị luận về anh. Tiền bối Cuồng Đan cũng ở đây. Ông ta thật sự gia nhập Thái Dương Tông. Cả cô nàng nhà họ Vương kia nữa. Nhà họ Vương vốn là một gia tộc bình thường, dựa vào Thái Dương Tông xong bay lên luôn. Người đàn ông trung niên và cô bé kia là ai? Chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt rất nhiều người rơi xuống người Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu. Sau này những người này sẽ đại diện cho Thái Dương Tông, đương nhiên cần lộ mặt. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh mang theo Vương Yên Nhi, Cuồng Đan, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu đi tới. Đám người chủ động tránh ra một con đường. Thằng chó đẻ này, khóe mắt Độc Cô Bá Đạo co giật. Nhớ đến thực lực khủng bố của Diệp Bắc Minh, thân thể ông ta không kìm được mà run lên. Diệp Bắc Minh đi tới từng bước một, đi thẳng đến cửa chính điện thần hoàng mới dừng lại bước chân, cười như không cười nhìn Độc Cô Bá Đạo, tôi đáng sợ như thế sao? Ông đang run đấy à? Cậu! Đôi mắt Độc Cô Bá Đạo tràn ngập tức giận, thằng nhóc kia, mày giết con ao, thù này không đội trời chung. Hôm nay nếu không phải là ngày vui của điện thần hoàng, tao chắc chắn sẽ giết mày. Diệp Bắc Minh dẫn theo mọi người ngồi xuống, vô số ánh mắt nhìn qua, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Nghỉ hoặc, kinh ngạc, sửng sốt, nghiêm nghị, tham lam, đủ loại ánh mắt lập lò. Vương Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, Tiêu Tiêu không quá tự tại, bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Trái lại, Cuồng Đan sớm thành thói quen, tới gần giữa trưa. Một lão già mặc áo bào màu xanh bước ra, leo lên đài cao đã dựng sẵn, đã đến giờ lành, cho mời cô dâu, chú rể. Pháo mừng đúng lúc vang lên. Dưới ánh nhìn của muôn người, Đường Hạo và Lạc Khuynh Thành chậm rãi đi ra. Lạc Khuynh Thành vô cùng thấp thỏm, em ấy có đến không? Trong thư mình đã viết rất rõ ràng. Nếu em ấy không đến thì phải làm sao bây giờ? Mà dù em ấy có đến thật, liệu có thể ngăn cản hôn lễ này không? Trong lòng ngẫm nghĩ, đột nhiên, con ngươi Lạc Khuynh Thành hung hăng co lại. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đang ngồi ở bàn khách khứa bên dưới. Em ấy đã tới, nhưng em ấy là khách của hôn lễ. Một chút may mắn cuối cùng còn lại của Lạc Khuynh Thành. Không còn sót lại gì. Ha ha, em nhận được thư của chị, nhưng nếu em lại ngồi ở bàn cho khách, chị biết thái độ của em rồi. Cũng đúng, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Chị không thể yêu cầu em làm cái gì. Trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Đường Hạo tất nhiên cũng phát hiện Diệp Bắc Minh, anh ta vừa hơi bất ngờ vừa âm thầm buồn cười, ha ha, Diệp Bắc Minh này rất thức thời đấy. Nếu anh ta có thể chủ động dâng lên xương chí tôn, nói không chừng mình sẽ tha cho anh ta một mạng. Lão già áo xanh chủ trì hôn lễ lên tiếng, điện thần hoàng một không bái trời, hai không bái đất. Trên không thiên thần, dưới không quỷ thần. Mời người trong thiên hạ chứng kiến, Đường Hạo, Lạc Khuynh Thành lấy võ đạo kết duyên, hôm nay thuận tiện lấy võ đạo làm tên. Lão già áo xanh cầm một quyển trục cổ xưa trong tay, nhìn xung quanh, nếu như không có phản đối, lão phu tuyên bố hai người kết làm vợ chồng. Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tôi phản đối. Ai dám nói lung tung ở thời điểm này vậy? Điên rồi sao? Hiện trường chấn động. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Giọng nói này là... Lạc Khuynh Thành bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt vốn tuyệt vọng hiện lên sự vui mừng nồng đậm. Diệp Phong là ai? Thằng này chui ra từ lỗ nào vậy? Rất nhiều người của các tông môn hồ đồ nhìn quanh. Tông chủ Vạn Thần Tông và Thanh Huyền Tử nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Bá Đạo, người sau lắc đầu, xem trước đi đã rồi nói. Khóe mắt lại lén lún liếc nhìn Diệp Bắc Minh, rồi nhìn Diệp Phong. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi, Diệp Phong và Diệp Bắc Minh không phải là một người. Nếu là cùng một người, sao hai người này lại đồng thời xuất hiện? Trong đám người, khuôn mặt Vương Yên Nhi cũng ngập tràn nỗi khó hiểu. Cô ta và Lạc Khuynh Thành là hai người duy nhất có thể khẳng định Diệp Bắc Minh và Diệp Phong là cùng một người. Nhưng giờ phút này, hai người lại đồng thời xuất hiện, khiến Vương Yên Nhi bối rối. Vương Yên Nhi nhỏ giọng hỏi thăm.
Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh quay đầu cười một tiếng, đừng hỏi, trò hay còn ở phía sau. Dạ được. Vương Yên Nhi chỉ có thể kiềm chế một bụng nghỉ hoặc. Trên đài cao, hai mắt Đường Hạo lạnh lẽo, Diệp Phong, cậu thật đúng là dám đến. Tôi đã chuẩn bị vị trí sẵn cho cậu rồi, hôm nay là hôn lễ của tôi và sư phụ cậu. Ngoan ngoãn ngồi xem hết đi đã, chuyện của chúng ta sẽ chậm rãi thanh toán xô. Đường Hạo chỉ vào một vị trí gần trước ở khu ghế khách quý. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Anh dùng dáng vẻ Diệp Phong xuất hiện chính là để gây sự, có phải là anh điếc rồi không? Vừa rồi tôi đã nói là tôi phản đối. Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tạch! Ánh mắt mọi người gắt gao khóa chặt Diệp Bắc Minh trên đài cao. Mí mắt giật mạnh. Đây chính là lễ thành hôn do Điện Thần Hoàng chủ trì, thằng này lại dám gây chuyện vào đúng thời điểm này. Tuyệt đối là điên rồi. Đường Hạo ngăn chặn lửa giận trong lòng, tôi với sư phụ cậu kết hôn, sư phụ cậu cũng không phản đối, cậu thì có tư cách gì phản đối? Sao lại là cầm thú? Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, tôi cảm thấy cậu Diệp Phong rất đẹp trai. Tình yêu vi phạm lẽ thường với sư phụ, ngẫm lại liền kích động, một vài nữ võ giả hiện lên vẻ si mê trên khuôn mặt. Tông chủ Vạn Thần Tông sợ hãi nhìn Độc Cô Bá Đạo, Độc Cô Huynh, đây cũng là một tiết mục sao. Thanh Huyền Tử nhìn Độc Cô Bá Đạo thật sâu, mối quan hệ trong quý. Thật là loạn, chẳng phải Lạc Khuynh Thành là người phụ nữ ông nhìn chúng sao. Tôi nhớ Đường Hạo là đệ tử của ông đúng không? Tông chủ Vạn Thần Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là các ông có truyền thống này à? Khóe miệng Độc Cô Bá Đạo hung hăng run rẩy. Mẹ nó! Lão Phu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Hạo đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta từng suy nghĩ vô số lý do Diệp Phong có thể lôi ra, chỉ có lý do này là không nghĩ tới. Lạc Khuynh Thành hồ đồ, đôi mắt đẹp trừng lớn, chiếc cằm thon mở to như thể muốn rớt xuống đất, em. Em ấy thích mình, thật hay giả vậy, đúng rồi, nhất định là giả. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, liệu có phải là giả vờ nói dối, trên thực tế lại đang kiếm cớ nói ra lời thật trong lòng thì sao? Lúc này, Diệp Bắc Minh nhìn Lạc Khuynh Thành, sư phụ, người có bằng lòng gả cho Đường Hạo không? Tôi không bằng lòng. Lạc Khuynh Thành gần như không hề do dự nói ra, được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lạc Khuynh Thành, một cánh tay ôm lấy eo cô ấy. Lúc bấy giờ Đường Hạo mới phản ứng lại, mắt thấy Lạc Khuynh Thành đã bị Diệp Bắc Minh ôm vào trong ngực. Cậu muốn chết! Đường Hạo gào thét, sát ý âm ầm bùng nổ. Một quyền đánh úp về phía đầu của Diệp Bắc Minh, anh đưa tay đánh trả. Ầm! Tay hai người chạm vào nhau, hư không chấn động, một dòng khí mạnh mẽ bộc phát. Diệp Bắc Minh mang theo Lạc Khuynh Thành bay ra ngoài 7-8 bước. Vững vàng dừng lại. Đường Hạo lại bay thẳng ra xa mấy chục bước, sắp sửa rơi từ trên sân hôn lễ xuống. Một lão già mặc áo bào xanh nhanh chóng bay rời, vỗ một chưởng vào sau lưng Đường Hạo, đẩy anh ta lên lại sân khấu. Hả, lực lượng của người này còn mạnh hơn Đường Hạo, rất nhiều tông chủ nhíu mày nhìn theo. Trái tim lập tức đập như hươu con nhảy loạn. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, ánh mắt cũng sáng lên. Người thỉnh tường vừa nhìn liền biết, giữa hai người này tuyệt đối có vấn đề. Mẹ nó! Kích thích! Khán giả dưới võ đài không ngừng dụi mắt. Không uổng công đến buổi hôn lễ hôm nay. Nói đi, thích anh không? Diệp Bắc Minh tỏ ra bá đạo nói. Dù sao anh hiện tại là Diệp Phong. Có ồn ào lớn hơn cũng không sợi. Lạc Khuynh Thành ma xui quỷ khiến gật nhẹ đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu, th. Thích! Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nói, ở đây đều là người tu võ, trừ phi dùng thần niệm truyền âm. Nếu không, dù giọng nói có nhỏ hơn nữa thì mọi người cũng đều nghe được. Thần tượng của chúng tôi. Tổ sư gia, lập tông môn đi, cầu xin ngài dạy tôi cách yêu đương. Vô số thanh niên suýt nữa quỳ xuống. Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên, người trẻ tuổi, mặc dù những lão già chúng ta đã sớm mặc kệ thế sự, nhưng cậu làm thế này cũng đáng giận quá rồi. Âm thanh không nặng, nhưng lại làm cho người khác cảm như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp chặt một cái. Xung quanh lập tức im lặng, tổ cảnh. Diệp Bắc Minh nhìn ông già áo xanh vừa nói chuyện, hơi thở trên người ông ta cường đại hơn cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mấy lần. Nhưng lại yếu hơn Trịnh Thiên Quyết ở lưỡng giới sơn rất nhiều. Thành Nhi không tình nguyện gả cho Đường Hạo,
cho dù ông là tổ cảnh cũng không thể cưỡng ép em ấy gả cho Đường Hạo được, Diệp Bắc Minh không sợ hãi chút nào đáp lại. Ông già áo xanh quát lạnh một tiếng, cô còn chưa chịu quay lại. Bản tổ coi trọng cô như vậy, thế mà cô lại gây ra bê bối như này. Lạc Khuynh Thành lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thánh tổ, chỉ cần ngài đồng ý buông tha cho Diệp Phong, tôi gả cho Đường Hạo là được. Vụ ánh mắt mọi người rơi vào người Đường Hạo. Đường Hạo tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, gào thét như chó điên, đệt. Cô xem ông đây là cái gì? Thánh tổ, tôi muốn hai kẻ đê tiện này cùng phải chết. Ông già áo xanh lạnh lùng gật gật đầy như thế đi. Nếu cậu đã nói chuyện, vậy thì làm. Một giây sau, trên người ông già áo xanh tản ra một hơi thở kinh khủng, hơi thở cồn cuộn tỏa ra, toàn bộ điện thần hoàng đều rung động. Âm. Sân khấu hôn lễ nổ tung vang dội, hóa thành những mảnh vụn bay đầy trời tại dưới sức mạnh của ông già áo xanh. Chỉ thấy năm ngón tay của ông già áo xanh hơi bóp lấy hư không, phép tắc sức mạnh ngưng tụ, nghiền ép lên hai người Diệp Bắc Minh và Lạc Khuynh Thành. Tiểu tháp, chuẩn bị ra tay. Trong mắt Diệp Bắc Minh là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tiếng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, không cần bản tháp phải ra tay, có người tự khắc sẽ xuất thủ. Có ý gì? Diệp Bắc Minh sững sờ. Bỗng nhiên. Thật là ngại quá, người ta tự do yêu đương, lão già nhà ông nhiều chuyện như vậy làm gì? Quấy rầy hứng thú của bản tiểu thư. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Ông già áo xanh nhìn khắp bốn phía, thế mà lại không phát hiện ra vị trí của người này. Ai đó, dám giả thần giả quỷ ở điện thần hoàng. Cút ra đây cho bản tội, ông ta quát to một tiếng. Ô ngôn uế ngữ, làm bẩn lỗ tai bản tiểu thư, nên đánh. Bốp, ngay sau đó là một tiếng vang giòn giã truyền đến. Ông già áo xanh kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, khi trên không trung còn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng ngồi khoanh chân, trốn trong hư không, đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư, há lớn miệng ăn đồ ăn vặt. Diệp Bắc Minh giật mình, ngoá, cô ta trốn ở trong hư không, hả? Lúc này, thiếu nữ thả đồ ăn vặt trong tay xuống, nghỉ ngờ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Anh ta phát hiện ra mình rồi. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, tiểu tử, đừng để lộ. Diệp Bắc Minh lập tức đổi vị trí khác, quan sát một lúc khoảng không bên cạnh thiếu nữ. Ngay sau đó, anh lại đổi mấy phương hướng nữa, giống như là đang cẩn thận tìm kiếm vị trí của thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ mới yên tâm, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Cô ta còn hơi hừ lạnh một tiếng, hừ, mình đã nói rồi, mặc dù anh ta có chút năng lực. Nhưng sao có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của bản tiểu thư? Mọi người vẫn còn đang xôn xao như cũ. Tông chủ Vạn Thần Tông hít sâu một hơi, Độc Cô Huynh, đây là tình huống gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Lão Phu cũng không, gương mặt Độc Cô Bá Đạo mờ mịt. Khuôn mặt già nua của Thanh Huyền Tử nghiêm nghị, quay đầu liếc nhìn Tông chủ Vạn Thần Tông, tôi đã đoán được cô ấy là ai rồi, không ngờ cô ấy cũng tới đây. Ai? Con người tông chủ Vạn Thần Tông co lại. Người độn thế thần tông, thất tinh các, thần cung lục đạo, chấn hồn tông ảo ảo nhìn cua. Độc Cô Bá Đạo hỏi dồn dập, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là ai? Thanh Huyền Tử hít sâu một hơi, ngoại trừ cái vị không dính khói lửa trần gian kia thì còn có thể là ai? Độc Cô Bá Đạo há miệng, ông nói là, cái vị ở thành phố thần, thiếu các đại tông chủ chấn động, kinh hãi đến mức không thể động đậy. Không biết Nghê Hoàng tiền bối giáng lâm, vừa rồi Đoạn Thiên Tuyệt lỡ lời, xin Nghê Hoàng tiền bối thứ tội. Lão già áo xanh cũng đoán ra thân phận cẩu thiếu nữ. Đường Hạo chỉ có thể từ bỏ. Đột nhiên, giọng nói của lão quỷ trong đan điền anh ta vang lên, Đường Hạo, mau phản bác cô tai. Cái gì? Đường Hạo giật mình. Lão quỷ nhanh chóng nói, tôi bảo cậu phản bác lại Nghê Hoàng, người phụ nữ này cực kỳ cao ngạo, ánh mắt cũng rất cao. Người phụ nữ của cậu bị cướp, thế mà ngay cả một cái giám cậu cũng không dám thả một cái. Lần sau cậu đi thành phố thần muốn chào hỏi cô ta, cậu cảm. Thấy cô ta có muốn gặp cậu không? Đi. Ân mới có một cơ hội. Cái này, trong lòng Đường Hạo có hơi sợ hãi. Anh ta sợ hãi. Lão quỷ, Nghê Hoàng chỉ cần một bàn tay đã có thể đánh bay lão tổ Đoạn Thiên Tuyệt, tôi đi phản bác cô ta. Nếu cô ta nổi giận rồi giết tôi thì làm sao bây giờ? Ông có thể đỡ nổi không? Sau khi do dự, Đường Hạo mở miệng. Lão quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát, Đường Hạo,
trong khoảng thời gian này, tôi đã sai chuyện gì chưa? Tin tôi đi, phản bác cô ta đối với cậu mà nói nhất định sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi. Sau khi Đường Hạo trả lời lại, trước mặt mọi người gào thét một tiếng, tôi không phục. Hai mắt anh ta đỏ bừng, mang theo phẫn nộ và bất khuất. Kỹ năng diễn xuất xứng đáng 10 điểm. Gương mặt già của Đoạn Thiên Tuyệt biến sắc, dùng một tay bịt miệng Đường Hạo, trước mặt Nghê Hoàng tiền bối, cậu nói hưu nói vượn cái gì thế? Còn không im ngay cho tôi. Đường Hạo không ngừng giãy giụa, con ngươi đỏ bừng. Chỉ tiếc, thực lực của Đoạn Thiên Tuyệt quá mạnh, một chữ anh ta cũng không nói nên lời. Nghê Hoàng nhìn thật sâu vào Đường Hạo một lúc, lại dám phản bác bản tiểu thư, coi như anh có chút chính trực. Nếu anh không phục, bản tiểu thư cho anh một cái cơ hội, anh muốn như thế nào? Quả nhiên, Đường Hạo vui mừng trong lòng, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh, tôi muốn đấu một trận công bằng với anh ta. Người thắng, cưới Lạc Khuynh Thành, người thua, thần hồn câu diệt. Nghe Hoàng tán thưởng một câu, đúng là một người chính trực. Diệp Phong, anh có bằng lòng hay không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi từ chối. Hả, anh sợ à? Nghe Hoàng có hơi thất vọng. Đường Hạo ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 ha, Diệp Phong. Anh đúng là một chút gan cũng không có. Lúc ở khu thí luyện, không phải anh rất ngông cuồng sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi có thể chấp nhận lời khiêu chiến của anh, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lấy Khuynh Thành làm tiền đặt cược. Cô ấy là một người, không phải một món đồ. Bất kể là sống hay chết, tôi hy vọng Khuynh Thành có thể tự mình lựa chọn sẽ gả cho yêu. Thân thể mềm mại của Lạc Khuynh Thành run lên, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Nếu như tất cả những chuyện vừa rồi đều có thể là gặp dịp thì chơi, nhưng những lời vừa rồi của Diệp Bắc Minh đã thật sự chọc vào sâu trong trái tim cô ấy. Cô ấy là một người, không phải một món đồ. Nghe Hoàng sững sờ một lúc, món đồ ăn vặt trong tay rơi xuống ghế thái sư. Cô ta trầm mặc hồi lâu, ánh mắt khi nhìn Diệp Bắc Minh dịu dàng hơn ba phần, được. Tôi đồng ý với anh. Bất kể ai thua ai thắng trận chiến này, gả cho ai đều do chính Lạc Khuynh Thành quyết định. Tay ngọc nhỏ dài vung lên, một sức mạnh từ hư không đánh tới. Vù! Sân khấu hôn lễ vốn bị Đoạn Thiên Tuyệt đánh thành mảnh vụn bay lên. Thế mà chúng nó lại kết hợp theo vị trí cũ, trở về hình dáng ban đầu. Nghe Hoàng mở miệng, các người lên đài đánh một trận đi. Độc Cô Bá Đạo, tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, còn có chủ của các đại tông môn, tất cả đều ngây người. Vừa ra tay đã là phép tắc sức mạnh cụ tượng hóa, thật sự là thủ đoạn khủng khiếp, tông chủ của Vạn Thần Tông quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Phách nói, Độc Cô huynh, đồ nhi này của ông được dạy nên thế nào vậy? Độc Cô Bá Đạo tỏ ra kinh ngạc nói, tôi cũng không biết thủ đoạn này. Lông mày Thanh Huyền Tử nhíu lại, từ thủ đoạn của Đường Hạo có thể nhìn ra, cậu Diệp Phong này chỉ sợ không phải là đối thủ của anh ta. Tôi thấy chưa chắc, Diệp Phong đó không hiển sơn không lộ thủy. Dám một mình đến Điện Thần Hoàng, chẳng lẽ không có một chút thủ đoạn nào ư, tông chủ của Vạn Thần Tông lắc đầu. Hừ, Thanh Huyền Tử hừ lạnh một tiếng, hay là chúng ta đánh cược đi. Đánh cược như thế nào? Tông chủ của Vạn Thần Tông hào hứng nói. Thanh Huyền Tử cười một tiếng, nếu Diệp Phong thắng, bản quốc sư cho. Ông một bức bản đồ kho báu trong bí cảnh thượng cổi. Trong lòng tông chủ của Vạn Thần Tông khế động, ông ta nói, nếu Diệp Phong thua thì sao? Cho bản quốc sư vào đài ngưng thần của quý tông nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, Thanh Huyền Tử cười nói. Tông chủ của Vạn Thần Tông hừ lạnh một tiếng, quốc sư quả nhiên tính toán hay lắm, nhưng nể mặt bản đồ bí cảnh thượng cổ, tôi cược với ông phen này. Ngay tại lúc đó, trên võ đài, bàn tay thiên thần nghiền ép mà đến. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay khế chụp lấy bàn tay thiên thần đang rơi xuống, đột nhiên dùng sức. Âm! Bàn tay thiên thần sụp đổ. Hóa thành vô số phù văn rồi tiêu tán. Vẫn chưa hết, Diệp Bắc Minh đồng thời đấm ra một quyền, sát ý lạnh như, băng ngưng tụ thành thực chất. Một con rồng từ sát ý bắn thẳng vào cơ thể Đường Hạo, anh ta ra tay chống đỡ, trên võ đài phát ra một tiếng nổ nặng nề. Đường Hạo lập tức bị bắn tung bay ra ngoài, nện xuống biên giới của võ đài. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, anh ta suýt chút nữa đã rơi khỏi võ đài. Hiện trường xôn xao một hồi. Cái này. Growl, một tiếng rồng ngâm vang lên. Cơ thể Đường Hạo vang lên âm thanh lốp bốp giòn giã, máu thịt trong cơ thể gần như trở nên trong suốt.
Con người của đám người dưới đài co rút lại, chỉ thấy trong cơ thể Đường Hạo, 6 khối xương chí tôn trong suốt phóng ra một chùm sáng vàng, đồng thời còn mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm. Đây là, hít, một vị lớn tuổi trong thất tinh các trường to mắt, kích động khoa tay múa chân, long cốt chí tôn. Đây là long cốt chí tôn. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vô số tâm mắt dồn dập nhìn qua. Trần trưởng lão, ngài nói cái gì? Long cốt chí tôn, làm sao có thể? Đúng vậy, long cốt chí tôn là xương chí tôn tổ long sau khi vẫn lạc để lại, mỗi khối đều vật hiếm thấy trên thế gian, Đường Hạo thế mà con mẹ nó có 6. Tông chủ của vạn thần tông suýt chút nữa là nhảy dựng lên, không cá cược, tôi không cá cược nữa. Như này thì thắng thế nào? Khuôn mặt già của Thanh Huyền Tử đỏ bừng, lão ta cười to, ha ha ha, có chơi có chịu. Thân là tông chủ vạn thần tông, sao có thể nói không giữ lời? Khóe miệng tông chủ của vạn thần tông co giật, đây chính là long cốt chí tôn đấy. Còn mẹ nó tận 6 khối. Đồng thời vận dụng 6 khối long cốt chí tôn, ít nhất phải có sức chiến đấu gấp 10 lần cảnh giới thần hoàng đỉnh phong bình thường. Diệp Phong làm sao mà thắng được? Đúng vậy, Diệp Phong làm sao có thể thắng? Không chỉ có mỗi lão ta, tất cả mọi người ở đây đều có chung suy nghĩ ấy trong lòng. Trên mặt Lạc Khuynh Thành tràn đầy lo lắng, cô ấy nhìn chằm chằm vào võ đài. 10 đầu móng tay đâm vào da thịt, máu tươi chảy ra cũng không cảm nhận được. Tiểu tử, hưởng thụ cho tốt đi. Ý cười trên gương mặt già của Thanh Huyền Tử cứng đời. Hít, tông chủ của vạn thần tông đứng một bên hít sâu một hơi. Ông trời ơi! Chủ những tông môn khác kinh hô một tiếng, trong mắt bị kinh hãi đến kém chút nữa là nhảy ra ngoài, làm sao có thể? Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, chỉ dùng một tay đã chặn được sức mạnh hai tay hợp kích của Đường Hạo. Quan trọng nhất chính là, đó là sức mạnh do mẹ nó 6 khối long cốt chí tôn bộc phát đấy. Thế mà anh chỉ dùng một tay là có thể đỡ được. Hai người này đến cùng là ai con mẹ nó nghịch thiên hơn? Lạc Khuynh Thành há miệng nhỏ, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng há lớn thở dốc. Diệp Bắc Minh thất vọng lắc đầu, đây là thực lực thật sự của anh. Một tay khác đấm ra một quyền, rầm. Đường Hạo với vẻ mặt đau khổ bay ra ngoài, nơi đan điền truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt khiến anh ta suýt chút nữa bất tỉnh. Cẩn thận, nếu không phải lão quỷ ở chỗ sâu trong đan điền khế quát một tiếng. Quỷ khí đầy trời bạo phát đi ra ngăn cản phần lớn sức mạnh của một quyền này, chỉ sợ Đường Hạo sẽ bị quyền này đánh chết tươi. Cho dù có lão quỷ hỗ trợ, Đường Hạo vẫn bị bay ra ngoài mấy chục mét. Mắt thấy sắp bị rớt khỏi võ đài, Đường Hạo gầm nhẹ một tiếng, một cái tay cắm sâu xuống sàn võ đài, tạo ra một cái rãnh sâu hóm trên mặt sàn. Rốt cục cũng dừng lại ở biên giới võ đài. Giờ khắc này, toàn bộ quảng trường điện thần hoàng chìm trong yên tĩnh như đã chết. Hai lần. Diệp Phong thế mà đánh cho Đường Hạo suýt chút nữa rơi xuống võ đài hai lần. Đường Hạo đứng tại biên giới võ đài, hai mắt đỏ như máu. Trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh khàn khàn, tiểu tử, là anh ép tôi. Lúc đầu tôi chỉ muốn dùng sức mạnh của võ đạo để loại bỏ anh, nhưng xem ra anh đúng là một con kiến hơi mạnh một chút. Lão quỷ, sử dụng toàn lực cho tôi. Đường Hạo hoàn toàn nổi giận, cắn nuốt anh ta. Sức mạnh của người trước mắt khiến anh ta cảm nhận được sự uy hiếp, dù cho phải sử dụng sức mạnh của lão quỷ trước mặt mọi người, anh ta cũng không muốn để người này còn sống rời khỏi. Trong hư không, Nghê Hoàng cau mày, với thực lực của cô ta vậy mà không thể nhìn thấu quỷ khí này. Nghê Hoàng còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Thiên Tuyệt đã chắp tay trong hư không nói, tiền bối Nghê Hoàng, không có quy định cấm sử dụng quỷ khí khi bắt đầu chiến đấu, đúng không? Hơn nữa ngài cũng đã nhìn thấy. Quỷ khí này là do Đường Hạo tạo ra, xem như là bản lĩnh cao cường của anh ta. Có nhiều người quan sát như vậy, đây có tính là vi phạm quy định không? Nghê Hoàng trầm mặt trong chốc lát, Đường Hạo cũng không vi phạm quy định, chúng ta chờ chiến đấu kết thúc đi. Diệp Bắc Minh vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho quỷ khí đầy trời đang tấn công anh. Trong mắt mọi người, dáng vẻ của anh chính là đang bị dọa sợi. Diệp Phong, anh đang làm gì vậy? Mau chạy đi! Lạc Khuynh Thành bất chấp tất cả mà hét to lên, gần như lao đến. Đoạn Thiên Tuyệt tiến lên, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai Lạc Khuynh Thành, ai bảo cô đi qua. Đứng lại. Khóe miệng Đường Hạo khóe hiện lên một tia kiêu ngạo, Diệp Phong,
nếu anh biết tôi thì nhất định sẽ cho rằng bản thân như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng thôi. Anh ta còn đắc ý lắc đầu, đừng cố đoán thân phận của tôi, anh sẽ bị thương đấy. Diệp Bắc Minh cười đáp lại, nếu anh biết tôi thì sẽ như phù du gặp bầu trời. Tiểu Tháp, ông nhìn lâu như vậy mà vẫn không ra tay à? Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Một giây tiếp theo. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, tất cả quỷ khí đều dừng lại, đứng yên lặng trong không trung. Sao lại thế này? Đường Hạo có chút sửng sốt, anh ta kinh ngạc khi phát hiện thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả âm thanh đều biến mất. Không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh võ đài. Lão quỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Hạo nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy truyền âm. Giọng nói run rẩy của lão quỷ vang lên, ngưng động thời gian. Đây là ngưng động thời gian. Xem ra ông cũng có chút kiến thức, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Trong không gian và thời gian tĩnh lặng, vô cùng đột ngột, quỷ dị và dọa người. Anh! Đồng tử Đường Hạo co rụt lại, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, anh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và lão quỷ. Sao có thể như thế được? Hai người trao đổi thông qua truyền âm, sao Diệp Phong có thể nghe thấy được? Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không cần phải biết. Một bước đi đến trước mặt Đường Hạo, giơ tay về phía đan điền của Đường. Hạo và Nam lấy. CT trực tiếp xuyên thấu đan điền. Ta. Sắc mặt của Đường Hạo lập tức tái nhợt, đau đớn điên cuồng kêu thảm thiết. Đan điền của tôi, ôi không. Đan điền của tôi đã bị phá hủy. Lão quỷ, giết anh ta. Giết anh ta cho tôi. Một giây kế tiếp, một cảnh tượng khiến Đường Hạo càng tuyệt vọng hơn xuất hiện. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh lại từ trong đan điền của anh ta lấy ra một tòa nhà quỷ màu đen hung dữ, Tiểu Tháp, cắn nuốt nó đi. Một sức mạnh tấn công tới. AI đừng, đại nhân, tôi biết lỗi rồi. Tiếng kêu thảm thiết của lão quỷ phát ra từ ngôi nhà quỷ, đột nhiên im bặt. Ngôi nhà quỷ màu đen trong tay biến thành một vật thể trong suốt. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, Tiểu Tháp. Đây là thứ gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, vật này tên là tảng đá hư không, thần hồn vừa rồi của ông ta chắc hẳn đến từ thần quốc hỗn độn. Vật này ẩn chứa năng lượng cực lớn, trước hết cứ thu hồi nó đã, sau này tìm cơ hội cắn nuốt. Được. Diệp Bắc Minh đặt tòa nhà quỷ trong suốt vào chiếc nhân chứa vật, nhìn về phía Đường Hạo. Giờ phút này, tòa ẩn thân Đường Hạo run rẩy, mồ hôi trên người tuôn ra như thác nước, anh. Rốt cuộc anh là ai? Trong hư không? Nghe Hoàng cau mày, với thực lực của cô ta vậy mà không thể nhìn thấu quỷ khí này. Nghe Hoàng còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Thiên Tuyệt đã chắp tay trong hư không nói, tiền bối Nghe Hoàng, không có quy định cấm sử dụng quỷ khí khi bắt đầu chiến đấu, đúng không? Hơn nữa ngài cũng đã nhìn thấy, quỷ khí này là do Đường Hạo tạo ra, xem như là bản lĩnh cao cường của anh tai. Có nhiều người quan sát như vậy. Đây có tính là vi phạm quy định không? Nghe Hoàng trầm mặt trong chốc lát, Đường Hạo cũng không vi phạm quy định, chúng ta chờ chiến đấu kết thúc đi. Diệp Bắc Minh vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho quỷ khí đầy trời đang tấn công anh. Trong mắt mọi người, dáng vẻ của anh chính là đang bị dọa sợi. Diệp Phong, anh đang làm gì vậy? Mau chạy đi, Lạc Khuynh Thành bất chấp tất cả mà hét to lên, gần như lao đến. Đoạn Thiên Tuyệt tiến lên. Đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai Lạc Khuynh Thành, ai bảo cô đi qua. Đứng lại. Khóe miệng Đường Hạo khóe hiện lên một tia kiêu ngạo, Diệp Phong, nếu anh biết tôi thì nhất định sẽ cho rằng bản thân như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng thôi. Anh ta còn đắc ý lắc đầu, đừng cố đoán thân phận của tôi, anh sẽ bị thương đấy. Diệp Bắc Minh cười đáp lại, nếu anh biết tôi thì sẽ như phù du gặp bầu trời. Tiểu Tháp, ông nhìn lâu như vậy mà vẫn không ra tay à? Được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Một giây tiếp theo. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, tất cả quỷ khí đều dừng lại, đứng yên lặng trong không trung. Sao lại thế này? Đường Hạo có chút sửng sốt, anh ta kinh ngạc khi phát hiện thế giới yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả âm thanh đều biến mất. Không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh võ đài. Lão quỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Hạo nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy truyền âm. Giọng nói run rẩy của lão quỷ vang lên, ngưng động thời gian. Đây là ngưng động thời gian. Xem ra ông cũng có chút kiến thức, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Trong không gian và thời gian tĩnh lặng, vô cùng đột ngột, quỷ dị và dọa người. Anh! Đồng tử Đường Hạo co rụt lại,
hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, anh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và lão quỷ. Sao có thể như thế được? Hai người trao đổi thông qua truyền âm, sao Diệp Phong có thể nghe thấy được? Diệp Bắc Minh lắc đầu, anh không cần phải biết. Một bước đi đến trước mặt Đường Hạo, giơ tay về phía đan điền của Đường. Hạo và Năm lấy. CT trực tiếp xuyên thấu đan điền. Ta. Sắc mặt của Đường Hạo lập tức tái nhợt, đau đớn điên cuồng kêu thảm thiết, đan điền của tôi, ôi không. Đan điền của tôi đã bị phá hủy. Lão quỷ, giết anh ta. Giết anh ta cho tôi. Một giây kế tiếp, một cảnh tượng khiến Đường Hạo càng tuyệt vọng hơn xuất hiện. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh lại từ trong đan điền của anh ta lấy ra một tòa nhà quỷ màu đen hung dữ, tiểu tháp, cắn nuốt nó đi. Một sức mạnh tấn công tới. AI đừng, đại nhân, tôi biết lỗi rồi. Tiếng kêu thảm thiết của lão quỷ phát ra từ ngôi nhà quỷ, đột nhiên im bặt. Ngôi nhà quỷ màu đen trong tay biến thành một vật thể trong suốt. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, tiểu tháp, đây là thứ gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, vật này tên là tảng đá hư không, thần hồn vừa rồi của ông ta chắc hẳn đến từ thần quốc hỗn độn. Vật này ẩn chứa năng lượng cực lớn, trước hết cứ thu hồi nó đã, sau này tìm cơ hội cắn nuốt. Được. Diệp Bắc Minh đặt tòa nhà quỷ trong suốt vào chiếc nhân chứa vật, nhìn về phía Đường Hạo. Giờ phút này, tỏ ẩn thân Đường Hạo run rẩy, mồ hôi trên người tuôn ra như thác nước, anh. Rốt cuộc anh là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.